khấn nguyện và cảm tạ. CD đầu tiên gồm 10 ca khúc của Ngô Ngọc Thắng xin được cùng hòa tan để hướng về cha Francisco Trương Bửu Diệp. Từ muôn phương, con cái đến cùng cha không kể lương giáo, nô nức dắt dìu nhau đến họ đạo Tắc Sậy, một họ đạo nhỏ bé thuộc giáo phận Cần Thơ, nằm trong địa bàn ấp 2 xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nơi đang chôn cất hài cốt và di ảnh của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Vượt muôn dặm đường, với hành trang là bao lời thì thầm khấn nguyện, mong cha chuyển cầu ân phúc cho những cuộc đời luôn đặt niềm tin và hy vọng nơi cha. Cha Diệp ơi! Tiếng gọi thân thương trìu mến được thốt lên như muốn trút hết nỗi lòng, có khi là những muộn phiền đau thương, khi là những bất hạnh hay đau yếu bệnh tật, khi là những ước mơ được vươn lên thoát cảnh nghèo hèn, thôi đi cảnh phân ly đau lòng cắt ruột, cảnh cô đơn giữa chốn đông người, cảnh bơ vơ của thân phận côi cút, cảnh tha phương với những phút giây trong chờ ngày về quê cũ. Cha Diệp ơi, tiếng kêu xin chan chứa nguồn hy vọng được bộc bạch nỗi lòng mỗi khi gặp bất trắc trong cuộc sống. Hạnh phúc gia đình đang bị lung lay, mái ấm thân yêu chực chờ đổ vỡ, trái tim đang nát tan vì tình duyên ngang trái, nỗi khắc khoải trong chờ người thân yêu từ xa mau quay về. Cha Diệp ơi, con cất tiếng kêu tên cha với trọn tâm lòng tri ân cảm tạ. Suốt đời con, hình ảnh một người cha nhân hiền tận tụy luôn lắng nghe và ban phát muôn ân lành cho những ai thành khẩn kêu xin cha. Cảm tạ ơn cha, lòng dạ con ghi tạc. Chính ơn cha đã biến hóa đời con.